Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Nhà Vi Tablet. Dạo gần đây Nhã Chân đã làm hơi nhiều video về Android mà quên đi một số dòng của Apple. Và hôm nay Nhã Chân sẽ mang đến cho các bạn hai sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo trong phân khúc tầm 10 triệu đồng đến từ nhà iPhone, đó chính là chiếc iPhone XR và iPhone XS. Ở thời điểm hiện tại thì giá của hai em này đã giảm rất là sâu rồi. So với thời điểm mới ra mắt thì mức giá của em nó tầm hơn 20 triệu đồng. Thì với mức giá hiện tại mình cảm thấy là hơi bất ngờ. Cụ thể thì giá của XS sẽ mắc hơn XR tầm 1 triệu đồng. Vậy thì có cái gì trong XS mà khiến cho nó mắc hơn XR và chúng ta có nên chi thêm 1 triệu để mua XS hay không? Thì mời các bạn hãy vào ngay video với mình nha. Let's go. Nếu bạn nào có nhu cầu mua một trong hai flagship mà mình vừa nhắc tới thì có thể tham khảo tại Nhà Vi Tablet. Mức giá ở đây đang rất tốt và chính sách bảo hành hậu mãi theo mình đánh giá là rất ok. Hàng chính hãng của Apple nên các bạn cứ yên tâm mà mua thoải mái. Nhìn sang chiếc iPhone XR thì xuất hiện thêm một vấn đề nữa, đó chính là viền màn hình của nó dày cộm lên, trông hơi bị rẻ tiền một chút. Trong khi xu hướng thiết kế của các flagship cao cấp hiện nay là đều tràn viền, càng tràn viền nhiều thì càng tốt. XS đã làm được điều này tốt hơn một chút so với XR, nên đây cũng là một ưu điểm của XS. Cái đập vào mắt đầu tiên thì sẽ là kích thước. Như chúng ta đều biết thì kích thước của iPhone XR nằm giữa XS và XS Max. 6,1 inch của XR sẽ to hơn so với 5,8 inch của XS. Nếu lựa chọn XS Max để so sánh thì nó quá đơn giản rồi. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn XS là tại sao? Bởi vì XS sẽ cực kỳ thích hợp đối với những bạn nữ hoặc là những bạn có đôi tay và hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này nhược điểm màn hình nhỏ vô tình lại trở thành một thế mạnh của XS. Bởi vì không phải ai cũng thích những chiếc điện thoại có kích thước lớn trên 6 inch. Thực tế là nếu như các bạn nhét điện thoại vào trong túi hoặc là các bạn nữ hay để điện thoại vào trong những chiếc túi xách nhỏ nhỏ thì những chiếc điện thoại lớn như là XR và XS Max sẽ trở nên rất là khó khăn. Còn ngược lại XS thì không, nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Có bao giờ các bạn thắc mắc là tại sao những chiếc iPhone XR cũ mà các cửa hàng bán đôi khi lại có vết mớp hay là bị lõm vào bên trong ở cạnh bên của điện thoại hay là không? Đó là vì iPhone XR có phần khung được làm bằng nhôm chứ không phải là thép như là của XS. Nhờ chất liệu thép cao cấp hơn mà XS sẽ hạn chế được trầy xước cũng như là chống va đập ok hơn XR nhiều. Thêm một vấn đề gây tranh cãi trên XG nữa, đó chính là phần màn hình. Với tầm giá 10 triệu đồng như hiện tại thì chúng ta có thể dư sức lựa chọn tấm nền OLED với độ phân giải 2K+ trên một số dòng điện thoại của Samsung hay là LG hay là Xiaomi, nhưng XR thì lại không. Nó chỉ được trang bị tấm nền LCD với độ phân giải HD+. Nếu như các bạn đã sử dụng qua tấm nền OLED thì khi nhìn vào màn hình của XR các bạn sẽ cảm thấy rất là tối và muốn sử dụng ngay các định luật vật lý học cơ bản để tiễn nhanh cái màn hình này lên đường. Phải tôi đấm cho mấy nhà thôi. XS sử dụng tấm nền OLED công nghệ màn hình Retina, khả năng tái tạo màu sắc cũng tốt hơn, cho nên là khi nhảy từ màn hình 2K+ của Android sang thì đỡ bỡ ngỡ hơn một chút so với XR. Nhưng từ Full HD, HD+ mà nhảy sang XS thì cảm giác rất tuyệt vời luôn, giống như là bấy lâu nay mà đi xe đạp bây giờ được ngồi trên xe phân khối lớn vậy đó. Về hiệu năng thì hiệu năng của XR và XS cũng xem nhau vì nó đều sử dụng con chip A12 Bionic 6 nhân. Mặc dù hiện tại đã ra đến con chip A13 rồi nhưng mà mình chắc chắn một điều là các bạn vẫn không thể nào xài hết công suất của con chip A12 được, mặc dù nó đã ra mắt cách đây đã vài năm rồi. Với các tác vụ cơ bản hay là thậm chí chiến các tựa game đồ họa nặng thì XS và XR đều xử lý rất mượt mà. Để so sánh ai mạnh hơn thì mình không dám nói chắc, bởi vì vấn đề này có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì bảo là XR mạnh hơn, còn một số khác thì lại bảo là XS mạnh hơn. Nhưng mình khẳng định một điều là với 4GB của XS thì đa nhiệm chắc chắn sẽ mượt mà hơn. Chơi game cũng đỡ lo là bị giật hay là bị lag hơn so với 3GB của XR. Còn các bạn thấy XR với XS con nào sẽ ngon hơn về hiệu năng thì hãy comment ngay bên dưới cho mình được biết nha. Nãy giờ thì mình nói hơi nhiều ở phần mặt trước rồi thì phải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào phần mặt lưng nha. Nhìn vào phần mặt lưng của XR thì có một nét gì đấy khá là đơn giản, kiểu như là dành cho những tiếc người sống nội tâm vậy. Ghét màu hồng, yêu màu tím. Mình cũng khá là thích cái style này của XR. Nhưng mà khi nói đến cái độ sang chảnh thì cụm camera kép của XS nó vẫn trông cao cấp hơn nhiều.
XS sở hữu thêm một ống kính tele nên dĩ nhiên khả năng chụp xóa phông của nó sẽ ngon lành hơn. Trong khi đó thì XR chỉ có thể nhận diện và xóa phông được chủ thể là con người. Nếu như mà bạn xóa phông một vật nào đó thì nó sẽ hiện lên dòng chữ là không nhận diện được khuôn mặt. Cho nên là các bạn cần lưu ý kỹ vấn đề này nếu mua máy về để chụp sản phẩm bán hàng nha. Camera selfie của XS và XR xài chung một ống kính nên cũng không quá chênh lệch bao nhiêu về chất lượng. Nhìn kỹ hình ảnh mình chụp thì các bạn có thể thấy là XR sẽ cho ra hình ảnh sáng hơn một chút so với XS, còn XS thì có vẻ hơi vàng nhưng mà nó trông thật hơn. Tuy XS ăn đứt XR ở tất cả nhưng tại sao người dùng vẫn chọn XR? Câu trả lời là nằm ở viên pin. Do chỉ gắn cái màn hình LCD HD cộng nên viên pin của XR thật sự trâu bò hơn. Trong công việc hay là chơi game thì XR đều cho cái thời gian sử dụng bền bỉ hơn so với XS. Những người dùng XS nếu như không cày quá nhiều thì pin của em này vẫn ổn. Nhưng mà nếu muốn đua đòi như XR thì chắc chắn là các bạn phải trang bị cục sạc dự phòng ngay lập tức. Tóm lại thì câu chuyện XS ăn đứt XR là vấn đề khỏi bàn cãi rồi. Chúng ta có một thiết kế gọn nhẹ, tràn viền hơn, chất liệu khung thép cao cấp hơn, màn hình OLED xịn sò hơn, cũng camera kép trông ngầu hơn và xóa phông tốt hơn. Và để đổi lại việc chi thêm 1 triệu theo mình thấy thì quá là rẻ rồi. Nhìn bớt một tô phở ở Landmark của bác Phượng là sắm chiếc XS thì quá ngon rồi. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như bạn nào có kinh tế tài chính hơi eo hẹp một chút hoặc là cần một chiếc điện thoại cho công việc với thời lượng pin dai dẳng, có kích thước to, đơn giản và đặc biệt là nhiều màu sắc để lựa chọn thì XR sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ lựa chọn XR hay là XS? Hãy để lại comment ngay bên dưới cho mình biết nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy subscribe để ủng hộ chúng mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye! Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai.